Chiều 11, 1, ông Nguyễn Văn Phụng, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Cứu nạn và Cửa lò, Nghệ An, cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, đơn vị đã phát hiện thi thể của nam sinh bị nước cuốn trôi. SL2007, học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở Nghi Hải, TX Cửa lò. Danh tính nạn nhân là em Ngô Đình Tê. Vào sáng cùng ngày, do được nghỉ học nên em Tê cùng hai người bạn rủ nhau đến cảng cửa hội, TX Cửa lò để chơi. Bị rơi xuống dòng nước, do không biết bơi nên em Tê bất ngờ, em Tê bị nhấn chìm. Những người bạn hoảng loạn chạy đi gọi người lớn, khi người dân địa phương chạy đến thì nạn nhân đã bị dòng nước cuốn trôi. Nhận được tin báo, Trung tâm Cứu hộ, Cứu nạn và Cửa lò, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã điều động hàng chục người cùng tìm kiếm nạn nhân. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em học sinh.